góc sức. Một tình huống bóng bẩu và người ghi bàn là Triệu Việt Hưng. Chúng ta vẫn cần phải có thêm một chiến thắng nữa để giành ngôi nhất bảng và giành quyền đi tiếp. Những bàn thắng này thực sự là rất quan trọng, nó đem đến sự tự tin, nó củng cố thế đá của chúng ta cho trận đấu cuối cùng gặp Thái Lan. Việt Hưng trở thành cầu thủ đầu tiên của U23 Việt Nam ghi được hai bàn thắng tại vòng loại. Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt dần lên. Một trận đấu trọng gan.